tỉnh Hà Giang cần quan tâm bảo đảm tốt an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là hộ nghèo, đời sống khó khăn, không để bà con đói cơm, lạt muối, thiết kế những chính sách đặc thù, vừa hỗ trợ vừa phát huy tinh thần tự lực vươn lên của người dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu như vậy tại buổi gặp mặt 39 đại biểu người có uy tín tiêu biểu, đại diện cho khoảng 2.000 người có uy tín của tỉnh Hà Giang năm 2022 vào sáng nay. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Hà Giang là tỉnh có vị thế chiến lược đặc biệt quan trọng, là nơi biên cương địa đầu của Tổ quốc, có gần 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng bào Hà Giang cùng với quân dân cả nước đã viết nên những trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Tuy còn nhiều khó khăn trong phát triển về địa hình, hạ tầng cũng như nguồn nhân lực, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đã chủ động, sáng tạo, vượt khó đi lên, giành được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân. Phong trào xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát lan tỏa sâu rộng trên toàn tỉnh. Chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia được giữ vững, an ninh biên giới được bảo đảm. Chủ tịch nước tin tưởng và mong muốn người có uy tín tiêu biểu phát huy truyền thống kiên cường bất khuất, tinh thần đoàn kết dân tộc, nêu gương sáng cho con cháu và cộng đồng, thể hiện vai trò là nhân tố tích cực trong các phong trào của địa phương, vận động và hướng dẫn bà con tại bản làng mình cùng nhau nỗ lực phát triển kinh tế xã hội, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ Tổ quốc, để phấn đấu sống trên đá, thoát nghèo trên đá và tiến tới làm giàu trên đá. Chủ tịch nước đề nghị Hà Giang tiếp tục tìm kiếm mô hình và động lực tăng trưởng kinh tế mới trên cơ sở phát huy các tiềm năng, lợi thế riêng có, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, huy động các nguồn lực đầu tư, ưu tiên hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng lõi, chú trọng chuyển đổi số, hướng dẫn bà con ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất kinh doanh. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ tư. Sáng nay mùng 2 tháng 11, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi. Đây là dự luật quan trọng, thu hút được sự quan tâm chú ý của đông đảo cử tri và nhân dân cả nước, bởi trên thực tế, cơ chế bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng hiện nay còn đang quá phức tạp. Việc sửa đổi luật lần này nhằm khắc phục những tồn tại sau gần 12 năm thực thi, đẩy mạnh hơn nữa bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phù hợp với yêu cầu của thực tế, nhất là tình trạng quyền lợi của người tiêu dùng bị vi phạm nghiêm trọng, nhưng chưa rõ vai trò trách nhiệm bảo vệ của cơ quan quản lý nhà nước. Cách đây mấy năm thì chắc là tất cả các anh chị cũng nắm được cái vụ việc mà làm thuốc giả rồi. VN Phạc Ma làm cái thuốc giả. Thì đối với cái H Capita ban đầu thì bào chữa rằng là chưa có đưa ra thị trường cho nên chưa gây cái hậu quả. Nhưng sau đó trong quá trình kiểm tra thì có phát hiện thêm những cái mặt hàng thuốc của Heo 2000 cũng với một cái phương thức giả mạo tương tự. Tức là giả mạo toàn bộ hồ sơ và thuốc đó không phải là thuốc đó. Nhưng cái khổ nhất là gì? Là cái thuốc này đã tiêu thụ, đã được rất nhiều bệnh viện đấu thầu trúng thầu tiêu thụ cho người dân rồi. Thì tôi cũng theo dõi, nhưng mà tôi thấy là đấy, xử lý rồi xong thì chẳng ai nói tới cái trách nhiệm bồi thường của nhà nước cho những người đã sử dụng cái thuốc đó. Liên quan đến thông tin của người tiêu dùng, tổ chức cá nhân kinh doanh phải thông báo rõ ràng, công khai bằng hình thức phù hợp với người tiêu dùng về mục đích, phạm vi thu thập, sử dụng thông tin của người tiêu dùng trước khi thực hiện và phải được người tiêu dùng đồng ý. Đại biểu Trần Lam Sinh yêu cầu. Có những cái trường hợp đưa những cái vật dụng hay là những cái gì đó vào trong cái sản phẩm của nhà tiêu dùng để gây áp lực đòi bồi thường với một giá rất là cao. Thí dụ mà chỉ cần một cái lời nói nhỏ của người tiêu dùng đăng trên clip thôi là thiệt hại của nhà tiêu dùng của cái người sản xuất, người cung cấp dịch vụ là cực kỳ lớn. Cho nên tôi đề nghị là cũng nên quy định về cái nghĩa vụ của người tiêu dùng trong cái việc là anh phải đảm bảo được cái thông tin của mình là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Quy định cơ quan quản lý có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, song dự thảo luật cũng hoàn thiện quy định phương thức, cách thức giao dịch, đặc biệt là trách nhiệm của bên thứ ba có liên quan. Dự luật sửa đổi quy định trong trường hợp thông tin bị tấn công và làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của người tiêu dùng, thì tổ chức cá nhân kinh doanh hoặc bên lưu trữ thông tin phải thông báo cho cơ quan chức năng trong vòng 24 giờ khi phát hiện sự cố. Luật giao dịch điện tử năm 2005 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2006, được xem là luật khung, quy định những vấn đề kỹ thuật đặc thù phát sinh trên môi trường điện tử. Sau 16 năm thực hiện, luật đã có những đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế xã hội, tạo hành lang pháp lý, hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin. Tuy nhiên, với tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, nhu cầu giao dịch điện tử đã bùng phát trong tất cả các lĩnh vực, phương thức giao dịch,
cũng có nhiều thay đổi. Với sự xuất hiện ngày càng nhiều các nền tảng số làm trung gian, đòi hỏi phải có khung pháp lý phù hợp, đáp ứng nhu cầu thực tế. Vì vậy, việc sửa đổi luật là yêu cầu cấp thiết, phù hợp với tình hình thực tiễn. Thảo luận về quy định cơ quan tổ chức cá nhân tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng và an ninh mạng khi tiến hành các giao dịch điện tử. Tại Điều 53 dự luật, đại biểu Nguyễn Thị Yến nêu quan điểm. Nội dung của điều này chỉ là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và nó chưa có cái sự thể hiện cụ thể cho cái việc đảm bảo an toàn thông tin mạng, an ninh mạng được thực hiện như thế nào. Chính vì vậy thì tôi đề nghị dự thảo luật thì cần có bổ sung nội dung về đảm bảo an toàn thông tin mạng, an ninh mạng hoặc là quy định về vấn đề đảm bảo an toàn thông tin mạng và an ninh mạng trong giao dịch điện tử. Quy định ở trong Điều 53 phải theo hướng là chúng ta viện dẫn cái luật công nghệ thông tin, luật an toàn thông tin mạng và luật an ninh mạng thì nó sẽ đầy đủ, sẽ đảm bảo và bao quát, đảm bảo tránh được những cái trường hợp đáng tiếc xảy ra. Luật sửa đổi cũng đưa ra khái niệm chứng thư điện tử và bảo đảm giá trị pháp lý cho hình thức này. Đây là đột phá lớn để thúc đẩy các hoạt động giao dịch điện tử diễn ra từ đầu đến cuối. Với quy định giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử, một trong những trường hợp để nhà nước công nhận giá trị pháp lý của chữ ký điện tử và chứng thư chữ ký điện tử nước ngoài là đối tượng sử dụng chữ ký điện tử và chứng thư chữ ký điện tử nước ngoài là tổ chức cá nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam. Tuy nhiên, quy định như trên sẽ dẫn đến mâu thuẫn với nguyên tắc chung tiến hành giao dịch điện tử. Quy định này có thể dẫn đến việc giải thích các giao dịch điện tử được thực hiện bởi một doanh nghiệp hoặc cá nhân trong nước với một tổ chức cá nhân ở nước ngoài sẽ trở nên vô hiệu về mặt pháp lý nếu họ sử dụng chữ ký điện tử hoặc chứng thư chữ ký điện tử do một tổ chức nước ngoài cung cấp. Điều này có thể tạo ra các tác động tiêu cực lớn đến các giao dịch quốc tế. Việc sửa đổi toàn diện dự án luật giao dịch điện tử lần này sẽ góp phần thúc đẩy phát triển ổn định kinh tế xã hội của đất nước, khắc phục những bất cập tồn tại hạn chế của luật hiện hành. Cũng trong chiều nay, các đại biểu Quốc hội thảo luận về dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi. Các đại biểu Quốc hội cho rằng nội dung cần đổi mới căn bản nhất tại kỳ họp Quốc hội là chuyển từ Quốc hội tham luận sang thảo luận và tranh luận. Bày tỏ nhất trí với mục tiêu, quan điểm sửa đổi nội quy kỳ họp Quốc hội nhằm mở rộng dân chủ, tăng tính pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, công khai, minh bạch, khoa học, hợp lý, hiệu quả và thích ứng linh hoạt với tình hình thực tế. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng hoạt động thảo luận của Quốc hội hiện nay còn phần nhiều là tham luận. Vì vậy, đổi mới căn bản nhất là đổi mới phương thức thảo luận của các đại biểu Quốc hội. Nghị trường chỉ có tranh luận để mà làm sáng tỏ các quyết định lập pháp thôi. Một số ý kiến đại biểu cho rằng, dù phát biểu dựa trên văn bản hay không, vấn đề mấu chốt vẫn là phát biểu phải hay, phải tốt, mang tính xây dựng và trách nhiệm cao. Bên cạnh đó, để chuyển sang Quốc hội tranh luận, cần phải có lộ trình rõ ràng, các văn bản quy định của pháp luật phải có hướng dẫn cụ thể. Nếu Quốc hội mà tạo điều kiện và tổ chức theo cái hướng này, thì cần phải chuẩn bị từ công tác nhân sự, tức là khi mà chuẩn bị cho để ứng cử đại biểu Quốc hội chúng ta phải tính toán, rồi đến cái câu đào tạo và khâu tổ chức thì chúng ta mới đạt được kỳ vọng như đại biểu Văn. Cũng tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu đã cho ý kiến về tranh luận trong các kỳ họp Quốc hội. Các đại biểu nhấn mạnh đây là việc rất cần thiết, rất tiến bộ. Những ý kiến có thể khác với ý kiến của mình nhưng cũng mở ra các góc nhìn mới. Tuy nhiên cần tránh tình trạng chen luận. Đây là vấn đề về văn hóa nghị trường. Đồng thời cần quy định số lần tranh luận tối đa của mỗi đại biểu trong một phiên họp. Thưa quý vị, sáng nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 11 về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Sau 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 11 đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Phần lớn các chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu nghị quyết với nhiều điểm sáng trong lĩnh vực người có công, giảm nghèo và an sinh xã hội. Trong tổng số 26 chỉ tiêu, có 5 chỉ tiêu vượt và hoàn thành trước thời hạn và 15 chỉ tiêu đạt mục tiêu vào năm 2020. Hiện 98,6% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư trên địa bàn. Tỷ lệ thất nghiệp chung duy trì ổn định ở mức dưới 3%. Giảm nghèo tiếp tục là điểm sáng được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản đạt ở mức tối thiểu về giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, thông tin cho người dân. Bên cạnh đó vẫn còn một số bất cập hạn chế như quá trình tổ chức triển khai thực hiện chưa đồng bộ, thiếu đồng đều giữa các địa phương, hệ thống chính sách pháp luật còn chồng chéo, tích hợp chậm, sửa đổi và hoàn thiện chưa kịp thời.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng trong giai đoạn tới, việc xây dựng chính sách xã hội cần hết sức lưu ý đến những vấn đề mới xuất hiện. Bên cạnh đó, các nhóm mục tiêu, tiêu chí phát triển bền vững cần được đưa vào trong các chính sách xã hội giai đoạn mới theo chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững và kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030. Trong ngày thứ hai của chuyến thăm chính thức, Thái tử Đan Mạch và 22 doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực điện gió đã tham dự sự kiện xúc tiến thương mại và đầu tư giữa các doanh nghiệp và nhà đầu tư của Đan Mạch và Việt Nam trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi tại Hải Phòng. Hải Phòng là một địa phương có tiềm năng lợi thế lớn để phát triển trong nhiều lĩnh vực, bao gồm điện gió ngoài khơi. Với chủ trương và định hướng phát triển năng lượng tái tạo của Đảng, Nhà nước, thành phố Hải Phòng xác định đây là nhiệm vụ cần được xúc tiến trong thời gian tới. Chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư giữa Đan Mạch và thành phố Hải Phòng trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi là cơ hội để hai bên chia sẻ kinh nghiệm, bí quyết và phát triển công nghệ trong lĩnh vực năng lượng gió ngoài khơi, kết nối thương mại các quan hệ đối tác mới cho chuỗi cung ứng năng lượng gió ngoài khơi, chuyển giao kiến thức và đầu tư tiềm năng. Cùng ngày, đoàn Đan Mạch cũng đã tham dự sự kiện điện gió ngoài khơi dành cho trẻ em tại khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng, nơi các em thiếu nhi sẽ vừa học vừa chơi với các mô hình tua bin điện gió ngoài khơi thu nhỏ và tìm hiểu thêm về năng lượng gió ngoài khơi.